Chủ tịch SSI tuyên bố thắng, ông giám đốc cúi đầu chào khách chẳng khác gì bà bán bún chia kẹo kéo cho khách hàng, có đáng tung hô. Các bạn nghĩ sao về nhận xét này của ông chủ tịch hội đồng quản trị công ty chứng khoán Sài Gòn? Vẫn biết cúi chào là văn hóa truyền thống của người Nhật, nhưng nếu nó hay, nó đẹp thì chúng ta có thể học hỏi mà. Chứ đâu thể lấy chuyện văn hóa dân tộc để bào chữa cho thái độ của nhân viên cây xăng Việt Nam mình. Bỏ qua vấn đề bản sắc, chỉ tập trung vào cảm nhận của khách hàng khi mua xăng, anh thích được người bán hàng cây xăng như vậy hay nhìn anh kiểu cần gặp ai xuất trình giấy tờ. Trên trang cá nhân, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Sài Gòn SSI cho rằng cúi đầu là văn hóa và thói quen của người Nhật, nên việc một ông giám đốc đứng cúi đầu đón khách mua xăng vào những ngày mới khai trương, ông cũng là bình thường, giống như giám đốc Việt Nam đứng chào khách ngày khai trương hay bà bán bún mua gói kẹo chia cho các cháu đi theo bố mẹ đến ăn ngày đầu năm mở hàng vậy. Nhìn bức ảnh người đàn ông cầm ô trong mưa cúi đầu đón khách ở cây xăng cũng lạ, cũng ấn tượng, nhưng chẳng đến mức ca ngợi như mọi biểu hiện kiểu mẫu tôn trọng khách hàng và chẳng công bằng tí nào với cửa hàng bán xăng của một công ty trong nước bị chụp ảnh, mang so sánh và ném đá. Nét văn hóa của mỗi dân tộc luôn là điều khác biệt để phân biệt họ với những dân tộc khác. Chúng ta tôn trọng họ, nhưng đừng vì thế quay sang chê bai, thậm chí coi thường những gì của chúng ta không giống họ. Học gì từ người Nhật bán xăng? Là người đến sau Idemitsu Q8, chinh phục khách hàng bằng sự chu đáo, lịch sự và sự trung thực khi bán xăng với độ chính xác lên đến 0,01 lít. Ngày 11 tháng 10, hình ảnh ông chủ trạm xăng Nhật Bản Cheo đứng dưới mưa liên tục gặp người chào khách hàng ở Việt Nam vào đổ xăng đã làm nóng mạng xã hội. Theo như tìm hiểu, người đàn ông này chính là ông Hiroaki Honjo, tổng giám đốc công ty xăng dầu IQ8 tại khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội. Điều khiến nhiều người chú ý không chỉ là thái độ của ông chủ cây xăng Nhật Bản, mà những nhân viên tại cây xăng cũng phục vụ khách hàng khá tận tình và tỉ mỉ. Sau khi đổ xăng cho người dân, các nhân viên cây xăng cũng nở nụ cười thân thiện và cúi chào khách. Bên cạnh đó, những người đến đây đổ xăng sẽ được nhân viên lau kính và gương xe miễn phí. Idemitsu Q8 được chính phủ cấp giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bán lẻ, bán buôn sản phẩm dầu khí tại thị trường Việt Nam, chủ yếu thông qua việc xây dựng và quản lý các trạm dịch vụ trên toàn quốc. Ngay khi những hình ảnh trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, một số người cho rằng đây là chiêu bài quảng cáo thu hút khách hàng của cây xăng Nhật Bản trong thời gian đầu mở cửa. Tôi thấy cúi chào không cần thiết. Tôi vào cây xăng chỉ để đổ xăng thôi, miễn sao xăng chất lượng tốt, đổ đủ số lượng là được. Câu nệ chào hỏi như vậy thật sự không thoải mái, làm màu quá, một tài khoản bày tỏ. Tuy nhiên, nhiều người nhanh chóng lên tiếng phản bác lại cho rằng cái gặp người cúi chào của người Nhật thực sự quan trọng, nó thể hiện sự tôn trọng đối với khách hàng. Không ít người bày tỏ sự hài lòng với chất lượng dịch vụ cũng như sự phục vụ tận tình của những nhân viên, đồng thời hy vọng mô hình này sẽ được nhân rộng hơn nữa. Thực tế cho thấy, Idemitsu chưa thể cạnh tranh với doanh nghiệp xăng dầu trong nước bằng giá bán lẻ xăng dầu bởi giá cơ sở vẫn do nhà nước quyết định. Các doanh nghiệp phải bán lẻ xăng dầu xoay quanh giá cơ sở. Vậy nên là người đến sau Idemitsu đã có một cách làm khác để kéo khách hàng đến với mình, đó là thái độ phục vụ tận tình, chu đáo và tôn trọng khách hàng, là sự trung thực và chất lượng trong kinh doanh khi áp dụng phần mềm quản lý tự động, cho phép thanh toán bằng thẻ, cam kết quản lý được khối lượng nhiên liệu với độ chính xác lên đến 0,01 lít. Trong khi người Nhật làm được điều này, thử nhìn lại các kinh doanh của người Việt, nhiều cây xăng làm ăn gian dối, bán thiếu, bán xăng kém chất lượng khiến người tiêu dùng mất niềm tin. Hay trong cuộc đại chiến taxi gây xôn xao dư luận những ngày qua, các xe của hãng taxi truyền thống đã đeo băng rôn phản đối Uber và Grab. Trái với mong đợi của hãng taxi này, dư luận tỏ ra ủng hộ hãng taxi công nghệ, rõ ràng không thể cấm cản việc ứng dụng công nghệ khi chúng ta mang lợi ích to lớn đến người tiêu dùng. Đặc biệt, thay vì treo biểu ngữ, taxi truyền thống nên nghĩ cách thay đổi, thích ứng và bắt kịp xu hướng công nghệ mới để có giá cả phù hợp thu hút khách hàng. Bởi trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập, các doanh nghiệp buộc phải cạnh tranh sòng phẳng với nước ngoài. Từ cây xăng của người Nhật, hy vọng một làn gió mới sẽ đến thị trường Việt Nam.
cho khách hàng dùng. Khi chiếc xe bồn chở 40 lít xăng dung môi từ thành phố Cần Thơ về huyện Diễn Châu, Nghệ An đổ vào bồn xăng pha 50% xăng, 50% dung môi cộng với bột tạo màu thành xăng A92 bán cho khách hàng thì bị bắt quả tang. Ngày 11 tháng 10, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ BC46, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An và Cục A71 Bộ Công an bắt quả tang công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Ngũ, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An đang đổ chất dung môi trong xe tẹt vào bồn xăng tại điểm kinh doanh xăng dầu cho khách hàng. Theo đó, trưa ngày 10 tháng 10, công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Ngũ đang đổ chất dung môi trên xe tẹt 37C7512 do anh Ngô Quang Thúc điều khiển vào bồn xăng thì bị bắt quả tang. Kiểm tra công ty trên, cảnh sát phát hiện 2 lọ bột tạo màu, 2 bể chứa 10.000 lít xăng A92. Bà Vũ Thị Thanh, chủ doanh nghiệp thừa nhận ở bể chứa 7.000 lít xăng A92 có pha trộn theo tỷ lệ 50% xăng A92 cộng 50% dung môi cộng với chất tạo màu bằng xăng kém chất lượng. Số chất dung môi chở trên tẹt là 40.000 lít do ông Ngô Quang Thúc lái xe cho doanh nghiệp tư nhân Kiến Lục đóng ở xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu chở từ thành phố Cần Thơ về. Lực lượng chức năng kiểm tra doanh nghiệp Kiên Lục thì phát hiện 2 bể chứa 10.000 lít xăng kém chất lượng, 1 lọ chứa chất bột tạo màu. Anh Trần Văn Tuấn, con trai ông Trần Văn Kiên, chủ doanh nghiệp Kiên Lục thừa nhận, từ tháng 8 năm 2017 đến nay đã mua 320.000 lít dung môi với giá 10.600 đồng trên 1 lít. Trong đó, một nửa đã bán cho công ty Thanh Ngũ, số còn lại Tuấn đã chỉ đạo pha với xăng 92 với tỷ lệ 80% xăng A92 cộng với 20% dung môi cộng với bột tạo màu. Theo hóa đơn giá trị gia tăng, xuất bán dung môi của công ty xăng dầu Mekong thuộc tổng công ty xăng dầu Cần Thơ thì giá dung môi là 10.600 đồng trên 1 lít. Trong khi đó, giá xăng A92 được bán ra thị trường có giá 18.000 đồng trên 1 lít. Lực lượng chức năng xác định số xăng bẩn do doanh nghiệp Kiên Lục đã bán ra lên đến 2 triệu lít trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2017 đến nay. Nữ nhân viên bị sếp dán lên tường do vi phạm luật giao thông. Vì không chịu thắt dây an toàn khi lái xe, nữ nhân viên đã bị dán chặt lên tường bằng băng dính. Vài ngày trước, một cư dân mạng có nickname là Điềm Điềm Tôi Là Anh Ba Của Em đã đăng tải những hình ảnh về màn trừng phạt nhân viên có 102 tại công ty mình. Theo đó, một nhân viên trong công ty vì không chịu thắt dây an toàn khi lái xe bị ông chủ phát hiện đã phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Hình phạt này là bị dính chặt vào tường bằng băng dính công nghiệp. Sau khi bài viết được đăng tải đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dân mạng. Rất nhanh sau đó, danh tánh của chủ nhân của công ty có hình phạt độc đáo này cũng được tiết lộ. Được biết, đây là Giang Chuân, một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực công nghiệp ô tô ở Trung Quốc. Trong công ty của ông, tất cả nhân viên đều phải tuân thủ các nội quy. Trong bản nội quy có điều khoản không được phớt lờ tầm quan trọng của luật giao thông và các quy định liên quan. Nếu vi phạm bất kỳ quy tắc nào phải chấp nhận hình phạt bị dán lên tường, quy định này được áp dụng với tất cả mọi người trong công ty, ngay cả giám đốc Giang Chuân cũng không ngoại lệ. Sau khi thấy nickname Điềm Điềm Tôi Là Anh Ba Của Em đăng tải bài viết về hình phạt này, giám đốc Giang Chuân cũng chia sẻ lại và bình luận, nếu không thì anh thay cô ấy bị dính lên tường nhé, quy định viết ra để làm trò đùa đấy à. Theo đó, một cư dân mạng, mặc dù hình phạt này có hơi quá đáng, thế nhưng chung quy lại cũng vì lợi ích và sự an toàn của nhân viên. Trải qua hình phạt này, chắc chắn cô gái này sẽ không bao giờ quên khi lái xe phải cài dây an toàn.